trước mắt quý vị đây là mẫu loa NT1002, đây là phiên bản có giá bán 13.500.000 đồng. Đây là mẫu loa công suất lớn được Nhật Tây thiết kế và lắp ráp từ những thiết bị cao cấp nhất trong tầm giá. Hôm nay Nhật Tây có dịp bàn giao về cho anh Toàn ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Cấu hình bên trong bao gồm là hai bát 40 từ 190 con 75, bên trên là hai chép 450 và kèm theo đó là một cục đẩy hai kênh công suất lớn, một van cơ chống hú cao cấp và kèm theo đó là một cặp micro UHF không dây. UHF này là bằng tay nhôm cho nên rất là đẹp và cho ra một chất âm rất là sáng. Với con loa cấu hình công suất như thế này thì chúng ta có những bữa tiệc nhỏ hoặc là tầm 10 bàn đến 20 bàn thì con loa này dùng rất ok nha quý vị. Sau đây xin mời quý vị nghe chất lượng âm thanh cũng như là hát karaoke của con loa 1002 này nhé.
Quý vị, vừa rồi thì Nhật Tây cũng đã tiến hành test loa cũng như là thử hát karaoke cho quý vị chúng ta nghe về mẫu sản phẩm NT1002, và combo này có mức giá là 13.500.000 quý vị nha. Một lần nữa thì Nhật Tây xin được cảm ơn gia đình của chị Diễm ở tại Cần Đức, Long An đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của dịch vụ của Nhật Tây Audio. Và nếu như quý vị chúng ta đang cần một mẫu loa karaoke di động công suất lớn dùng được trong nhà ngoài trời để tổ chức những cái sự kiện, thì đây là một trong những cái mẫu sản phẩm rất đáng để cho quý vị chúng ta lựa chọn nha. Và sau cùng thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị cần vui lòng liên hệ để ủng hộ cho Nhật Tây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video review tiếp theo. Bye bye.